Con theo mẹ về nhà. Con không về đâu. Con, mẹ đánh đi. Có phải là anh đã nói gì sai không? Em đừng có trách anh. Hôm nay anh có nấu canh cho em, em có tới không? Ông chủ chưa về hả? Ờ. Bình thường anh đâu có xem tivi đâu. Thì hôm nay tự nhiên muốn. Ờ, anh cũng coi phim này hả? Thì sao hả? À, không có gì, tôi về ha. Biết lỗi chưa? Ờ, làm sao? Anh sai rồi. Trả tiền không? Trả. Thiếu bao nhiêu trả bấy nhiêu. Được. Chừng nào trả? Nghe theo em. Lạnh. Em làm gì vậy?
ngủ không được, anh ngồi dậy đi. Làm gì nữa? Mở cuộc họp. Ê, khuya lắm rồi. Ê, anh sẽ cố gắng. Trời ơi, ý em là lập kế hoạch từ giờ trở đi. Vợ chồng chúng ta phải chi tiêu tiết kiệm để mà trả nợ cho ba. Chuyện này để ngày mai nói cũng được mà em. Không được, anh phải lập ngay cho em một kế hoạch, ngày mai phải thực hiện liền. Ê, bây giờ anh tỉnh luôn rồi. Họp đi, họp xong á anh lập bản kế hoạch liền. Được rồi, lập kế hoạch trước, sau đó mới họp. Quá, nhìn nè, bữa sáng. Anh cũng biết mấy cái này là đồ ăn sáng. Bữa sáng này ở đâu ra ta? Anh không có mua. Ba? Ba anh? Chắc không phải đâu. Ba. Ba. Ba sao vậy ba? Ba không làm phiền các con thêm nữa đâu. Ba đi đâu vậy ba? Ba ơi, tối qua tụi con bàn bạc xong hết rồi, quyết định là không sẽ... Không cần nói nữa, ba đi là được rồi. Ba đứng đó. Tụi con làm gì mà ba đòi đi? Chuyện tối qua là Minh Ngọc bắt ba làm. Thôi bỏ đi không nói nữa, ba dọn đi thôi. Ba đứng lại đó. Con nói chuyện qua rồi không nhắc nữa, cho qua đi, được không? Con sẽ không truy xét nữa, không gây khó dễ cho ba. Mình cùng nhau sống thật tốt, được không? Ba, lúc có mặt Minh Ngọc con cũng đã nói từ giờ trở đi tụi con sẽ phụng dưỡng cho ba mà, tụi con chăm sóc cho ba, lúc đó ba cũng nghe mà hả? Vậy tối qua hai đứa làm gì ầm ĩ vậy? Con bị người ta dạy đời đó. Ba hiểu lầm rồi, tối qua tụi con không cãi nhau ầm ĩ mà chỉ đang nghĩ cách làm sao để trả tiền cho ba thôi. Trả tiền gì? Tối qua tụi con đã bàn bạc xong, bắt đầu từ hôm nay mỗi tháng, ngoài tiền trả góp căn hộ hàng tháng rồi tiền sinh hoạt, tụi con sẽ trích lương tháng của mỗi đứa là 2.000 tệ để mà trả cho ba đó. Mỗi tháng sẽ được 4.000, một năm sẽ được 48.000. 4 năm thì tụi con sẽ có thể trả hết tiền dưỡng già và tiền tụi con còn thiếu ba. À, mỗi tháng con trả 2.000. Mỗi tháng mỗi đứa trả 2.000, một tháng được 4.000, một năm là 48.000. Hiện tại tụi con cũng kẹt tiền lắm, ba muốn một tháng trả một lần hay là một năm trả một lần? Đương nhiên mỗi tháng một lần, mặc công phải phiền tụi con. Con biết ngay mà. Vậy chúng ta quan sáng. Quan sáng. Ăn sáng thôi. Ăn sáng. Con mời ba ăn sáng, từ giờ trở đi mỗi tháng tụi con nhất định sẽ trả tiền cho ba. Còn nữa, sau này trong cuộc sống hàng ngày ba có cần cái gì cứ nói, tụi con sẽ cố gắng đáp ứng yêu cầu của ba. Không cần gì hết. Nè. Hôm nay gió lớn quá. Chú Tô à, chai đó 7.50, nước suối 2 đồng. Miễn phí thì ở bên đó đó. Bên đó đó chú. Cái gì chứ, chuyện gì vậy? Chú mới có mấy ngày không tới thôi, sao thái độ của con xa lạ vậy? 100 đồng, trong đó có tờ vé. Mua giùm chú 10 lượt theo số ghi trên đó. Dạ được. Sao không thấy khách quen nào vậy? Mấy hôm nay không thấy tới, giống chú vậy đó. Xong rồi. Đây, chú giữ kỹ nha. Đưa tờ đó cho chú. Đây. Yến Tử. Dạ. Còn đoán xem tờ này trúng 1.000 không? Đúng chứ.
Thần sắc chú tốt vậy mà, nhất định sẽ trúng. Nếu trúng chú mời con ăn mì. Dạ. Anh còn hỏi dạo này sao không thấy em tới. Thì ra em đã sang Mỹ. Ghiền món cơm chiên trứng mặt cười. Chủ nhiệm. Tăng ca nữa hả? Chỉ thị của sếp trong cuộc họp sáng nay rất là quan trọng, cho nên bây giờ tôi tranh thủ điều chỉnh ngay vào kế hoạch và báo cáo tổng hợp để sáng mai khi vào làm là có thể triển khai cho từng người ở trong công ty. Như vậy thì hiệu quả sẽ cao hơn rất là nhiều. Làm việc hăng say tích cực như vậy là chuyện tốt, nhưng mà cũng phải chú ý tới sức khỏe. Dạ, tôi biết rồi. Chủ nhiệm đi thông thả. Hãy
Vợ à, xuống lầu đi. Chồng ơi, anh đang đợi em ở dưới lầu hả? Anh ơi, anh ráng đợi em chút xíu nữa thôi nha. Em còn phải chỉnh sửa lại hai hạng mục cuối nữa ha. Nhanh lắm, em xuống liền. Để coi coi. Cho anh một viên. Anh nói á, cho anh viên thôi nha. Nè, em đó đúng là keo kiệt. Sao anh biết em đó mà chuẩn bị vậy? Ngon thiệt luôn á. Anh cũng cảm thấy rất ngon. Chồng ơi. Ừ. Hôm nay lúc em tăng ca lại bị chủ nhiệm bắt gặp. Ông ấy còn khen em nữa. Trùng hợp vậy. Bữa nay chị Châu cũng khen anh, nói dạo này có biểu hiện làm việc rất tốt, năm sau sẽ dắt anh đi gặp khách hàng lớn. Có phải chị ấy muốn trọng dụng anh không? Đương nhiên rồi chồng ơi. Chồng ơi, em thấy vậy là tốt quá. Vợ chồng mình nên lấy việc chúng ta phải trả tiền cho ba làm động lực để chúng ta phấn đấu, nỗ lực làm việc, nỗ lực kiếm tiền, không để ba với lại anh hai Minh Ngọc coi thường tụi mình. Đúng vậy. Anh không biết đâu, từ sau khi coi cuốn sổ nợ của gia đình anh xong á, ngày nào em cũng thấy xấu hổ sợ hãi hết, mắc cỡ nữa. Trời ơi, mượn tiền chứ có phải cướp giật của ai đâu, em sợ cái gì? Đương nhiên em sợ rồi. Từ nhỏ đến lớn em đã háo thắng còn trọng sĩ diện đó, đâu phải anh không biết. Cho nên đối với việc đó hả, em không thể để cho người khác coi thường em được. Em thật tình là không chịu nổi. Có ai coi thường em đâu, em xinh đẹp như vậy mà. Không được rồi. Sau khi lấy anh hả, em cũng ăn xài lớn như anh. Em không thể như vậy được, xấu hổ lắm, còn áy náy nữa. Em chịu không nổi, thật sự là vậy. Đừng có suy nghĩ nữa. Tiền anh mượn người xấu hổ là anh gánh hết cho là được rồi. Biết tiền là anh mượn, nhưng chúng ta cùng nhau xài mà. Em đừng có nói chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta ai cũng được sếp khen ngợi, có phải không? Chúng ta tìm chỗ nào chúc mừng đi, ăn một bữa ngon. Anh bị sao vậy hả? Gì chứ. Tối qua chúng ta lên kế hoạch anh quên rồi hay sao? Ăn xài tiết kiệm để trả tiền cho ba. Bữa khác hãy tiết kiệm, bây giờ ăn mừng trước cái đã có được không? Không được. Nếu đã muốn trả thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta phải tập sửa tật xấu ăn xài phung phí của mình đi. Đi, chúng ta đi siêu thị mua đồ về nhà nấu cơm. Được thôi, được thôi. Ý, nhẹ tay thôi. Đừng có coi nữa, lấy cái này đi. Ê, nè, được nè, rồi, nè. Được rồi, đúng loại rồi. Có mà có giảm giá không? Sao toàn ra số nhỏ vậy? Nên ra số lớn chứ.
Alo. Ba đang ở đâu vậy? Đang ở ngoài. Còn hai món nữa là ăn cơm được rồi, ba về ăn đi. Giờ này mấy giờ rồi mới nấu cơm? Ba có thể nhịn đói tới giờ này sao? Ba ra ngoài ăn rồi ha. Con không cần phải lo cho ba, cúp máy nghe. Sao vậy anh? Nói chúng ta nấu cơm trễ quá. Ba giận hả? Chúng ta đều bận đi làm, đâu phải là bảo mẫu. Sao dọn cơm đúng giờ được chứ? Càng lúc càng quá đáng rồi. Nhiều món vậy ai ăn cho hết đi? Anh. Không nhận ra. Ý trời, ông Diếp. Trời ơi, chào ông chào. Coi ông mặc đồ kìa. Ông không mở mắt kính ra tôi còn tưởng thằng nhóc nào. Mời ngồi. Ông Diếp. Được rồi, lâu lắm không gặp. Còn phải nói. Tôi nghe nói bà nhà ra đi rất đột ngột. Cũng được, ra đi không đau khổ. Ê, sao tôi nghe ông Hạ nói ông đi Mỹ rồi mà sao về sớm quá vậy? Đúng ra là đã đi, nhưng mà con trai út không nỡ xa tôi, nên tôi cứ lôi kéo dành thời gian ở bên con. Nghe nói mấy đứa con của ông, đứa này bản lĩnh hơn đứa kia. Ông đúng là có phước quá trời à. Con trai lớn của ông sống ở thành phố nào của Mỹ vậy? Nghe nói thành phố đó lớn lắm, hình như là San Francisco. San Francisco. Để tôi nhớ coi nó có gì. Có cầu cổng vàng nè, đường Lombard. Bên đó còn có bến ngư phủ dừng nữa. Dừng lại ông Diếp, dừng lại. Làm như ông đã qua đó rồi vậy. Đương nhiên là tôi qua đó rồi. Con gái của tôi ở bên Mỹ mà. Năm ngoái nó còn dẫn chúng tôi đi tham quan vòng quanh nước Mỹ nữa đó. Mấy thành phố lớn bên đó tôi đi qua hết rồi. Tiểu Bình qua Mỹ rồi. Phải, nó lấy chồng người Mỹ mà. Cả nhà đều ở New York. New York đó. Tốt, ông Diệp tốt quá rồi. Vậy tôi phải nhanh qua Mỹ để chúng ta có người bầu bạn. Được đó. Nhưng mà vấn đề là chừng nào ông đi? Tôi hả? Phải coi thằng con trai út khi nào chịu thả tôi đi. Ông coi, chỉ toàn lo nói chuyện. Ăn gì chứ hả? Phục vụ à? Dạ. Cho thêm tô mì nữa. Thêm một tô mì giống vậy nữa. Không cần đâu, tôi ăn rồi làm mà. Làm gì vậy ông Diếp? Làm gì khách sáo với tôi vậy? Chúng ta bao lâu không gặp nhau tôi rồi. Tôi có khách sáo gì đâu. Tôi mới ăn món Nhật ở dưới lầu kia kìa. Còn no căng đây nè. Căng bụng cái gì chứ? Hay là vậy đi, uống chút bia. Ông thích uống bia lắm mà. Phục vụ, lấy cho tôi một chai bia đi. Sao vậy hả? Chỉ ăn món này hả? Món này ngon lắm. Mấy đứa con sáng phải đi làm không ai nấu cơm, nên tôi ra đây món nào ngon thì ăn thôi. Trời ơi. Dạ bia cô bác đi. Để đó cho tôi, để tôi tự rót. Chỉ vậy mà ngon hả? Ông Diếp à, ông cứ uống nghe, tôi không uống cho ông được. Được rồi, tôi thì sẽ không ăn nổi tô mì nữa. Nếu vậy thì lãng phí quá. Tôi nói anh nghe, sau này anh ăn ít thức ăn nhanh thôi. Đây là thức ăn nhanh hả?
Sao vậy? Ông thấy tôi ngồi ăn ngon miệng quá nên ganh tị với tôi hả? Món này mà ông kêu ngon. Ông Tô à, bây giờ ông chỉ còn một mình nên cần phải hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Nhiệm vụ quan trọng nhất của ông chính là ăn ngon, uống ngon, chơi vui để bản thân thật khỏe. Không được biết không? Hưởng thụ sao? Ông có biết bữa nay bao nhiêu tiền hay không? Nghe nè, cái này gọi là quan điểm. Để tôi nói cho ông nghe, con trai tôi khi mẹ nó ra đi đặt ra quy định cho tôi mỗi tháng 3.000 tệ, mỗi ngày 100 tệ, nhất định phải ăn hết, không được tiết kiệm. Còn kiếm cho tôi những quán nổi tiếng an toàn cho sức khỏe, nên giờ tôi mới đi dạo một vòng để hưởng thụ món ngon. Ông Tô à, chúng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, già rồi, phải thay đổi quan điểm đi. Không thể lúc nào cũng nói tiết kiệm, tiết kiệm. Tiết kiệm cho ai? Có phải không? Sao vậy? Còn chơi vé số nữa hả? Đúng rồi đó. Vé số à, nói tới vé số nghe, để tôi nói cho nghe. Nè ông Diệp à, cái này tôi rành lắm. Dạo này tôi mới phát hiện một kiểu vé số mới. Sao hả? Nếu ông đồng ý tôi sẽ dẫn ông vào chơi luôn. Bỏ rồi hả? Loại vé số này phải nhờ vào vận may. Muốn kiếm tiền hả? Phải chơi loại khoa học một chút. Vé số mà cũng khoa học hả? Không chơi cái này nữa, đổi nghề rồi, làm cái khác rồi. Vậy ông nói đi, ông đang làm cái gì? Tài chính. Cái gì gọi là tài chính? Làm tài chính không hợp với ông đâu, vốn lớn lắm. Ông lo chơi vé số là được rồi. Đây, kế hoạch thực hiện và báo cáo tổng kết. À, cảm ơn. Các bạn mỗi người một phần. Nè. Ê, cảm ơn chị Lệ. Phát cho mọi người giùm tôi, coi cho kỹ nha. Tiểu Lý. Phải xem lại coi sao. Biết rồi à, ngày mai đem bản hợp đồng tới công ty để tôi xem được không? Mọi người cùng nhau cố gắng. Nếu ổn thỏa thì có thể ký kết. Được, cứ vậy đi. Ngày mai gặp nha. Trưa nay đi ăn cơm không? Minh Thành à? Dạ, em nghe. Biểu hiện hôm nay rất tốt. Nâng cao giá thành, tính toán rất kịp thời. Cậu vất giá rồi. Vậy đi, dự án xuất khẩu sản phẩm của công ty Zia giao cho cậu làm nha. Em cảm ơn chị. Có gì không hiểu cứ tới tìm tôi. Dạ được chị. Vậy đi. Yên Tử à. Hả? Đánh giùm chú mấy số này đi con. Hôm nay mua nhiêu đây thôi hả chú? Dạ được. Tốt lắm. Chú Lệ. Dạ. Cô phải đãi mọi người rồi đó nha. Hả? Mời cái gì chứ? Lúc nãy tôi tới phòng của chủ nhiệm, có xem thành tích làm việc của cô trong 6 năm qua. Chủ nhiệm rất hài lòng. Chúc mừng cô nha. Không phải chứ. Thank you.
Đứng yên. Trời ơi, anh làm gì vậy? Thiệt ghét. Được lên chức chưa? Được lên chức chưa? Chưa chắc lắm, nhưng mà nghe giọng điệu của sếp bộ phận nhân sự chắc cũng được 8-9 phần rồi. Vậy chắc chắn sẽ được thăng chức. Hôm nay em còn có chuyện vui hơn. Chuyện gì? Em nhận được tiền thưởng quý này nè, 12.000. Giỏi quá vậy. Xong hỷ lâm môn nha. Đi, chúng ta đi ăn mừng đi. Mua món nào đó ngon ngon cho ba đi. Chúng ta hãy chờ xem con số đầu tiên được công bố hôm nay là số nào. Sao? Sao? Sao sao đại phán? Con số đầu tiên hôm nay đã xuất hiện rồi. Đó là số 3. Tiếp theo sẽ là con số thứ 2. Bây giờ, 6 con số của chúng ta hôm nay đã được công bố. Một lần nữa chúc mừng các bạn trúng giải hôm nay. Tiếp theo sau đây, chúng ta cùng nhau xem tình hình mở giải thưởng của trò chơi 3D vé số phúc lợi. Chào các bạn đang xem đài. Chúng tôi sẽ công bố giải thưởng quốc gia. Ba, tụi con về rồi. Tụi con xin lỗi là về trễ nữa. Tụi con đi siêu thị mua gà chiên và có mực nữa, đều là món ba thích đó. Ngày nào cũng về trễ như vậy, ngày nào cũng ăn ở ngoài, chừng nào mới được ăn bữa cơm nóng hổi đây? Giận rồi. Lúc mẹ anh còn sống, mua thức ăn tất cả đều do ba làm. Sao bây giờ thay đổi dữ vậy? Anh nhỏ tiếng chút đi. Bây giờ chúng ta đang thiếu tiền của ba mà, không được lớn tiếng vậy đâu. Hơn nữa, thời gian gần đây chúng ta đang bận, không thể chăm sóc tốt cho ba. Ba có tiền mà, chê chúng ta về trễ có thể ăn ngoài rồi. Nhanh lên đi, mau đi nấu cơm nè. Ba, hôm nay con lãnh được 12.000 tiền thưởng nè. Con sẽ lấy tiền trả cho ba trước. Dạ đây, ba cầm đi. 12.000 hả? Ba viết tờ biên nhận đi. Không cần đâu, đối với ba không cần vậy. Sao lại không cần chứ? Lúc chúng ta mượn tiền của mẹ, ba là người ghi sổ. Lỡ như ghi không rõ thì sao? Được rồi, giờ ba sẽ viết vô tờ biên nhận cho con. Ăn xong rồi viết. Sao em đưa tiền mặt cho ba nhiều vậy? Có sao đâu, đưa cho ba nhiều tiền vậy một lần ba mới thấy vui chứ. Con người của ba anh không đáng tin đâu. Hiếm khi thấy bà vui như vậy, không sao đâu mà. Lát nữa sẽ ăn cơm nhiều hơn. Lê, dạ. Biên nhận đây nghe. Dạ, dạ. Nhiều tiền như vậy, con khuyên ba nên gửi vào ngân hàng đi. Để tiền mặt nhiều như vậy lỡ mất thì sao? Con yên tâm, ba biết các con đều là những đứa hiếu thảo. Con ngày nào cũng muốn nấu cơm cho ba ăn nữa. Trong lòng của ba cảm thấy rất ấm áp. Con chỉ sợ về quá trễ, có người không có cơm ăn, trong lòng thấy khó chịu thôi. Ngày nào tụi con cũng đi làm bận rộn vậy, vậy mà lúc nào cũng nấu cơm nhà, có phải mệt lắm không? Ê, dạ không mệt, không mệt. Dạo này đúng là tụi con hơi bận chút, nhưng mà không sao, sau này tụi con sẽ ráng về sớm nấu cơm cho ba ăn. Ăn cơm nhà nấu đảm bảo sức khỏe hơn. Phải, ăn cơm nhà tốt cho sức khỏe hơn.
Mấy ngày trước ngày nào tụi con cũng đi làm về trễ nên ba sợ. Sau này bao tử sẽ bị ảnh hưởng rồi sinh bệnh đó con. Vậy phải làm sao? Gọi thức ăn về thì không ăn. Ba có thể ra ngoài ăn mà. Được thôi, con thấy cách này cũng hay đó. Nhưng mà vấn đề chính là nếu ba ăn lỡ sinh bệnh, con làm sao ăn nói với anh hai đi? Anh ấy lại tìm con tính sổ nữa thì sao đây? Ba thấy ngày nào ông Nhiếp cũng ăn ở ngoài, đâu có thấy bị bệnh gì đâu. Ông Nhiếp nào vậy ba? Đồng nghiệp cũ của ba làm chung thư viện đó. À, chú Nhiếp đó hả? À, đúng rồi. Điều kiện của nhà chú ấy tệ hơn nhà chúng ta nhiều mà. Con đừng có coi thường chú ấy nghe. Chú Nhiếp không còn như ngày xưa. Con cái đứa nào cũng giỏi hết. Nào là đi Mỹ du lịch nè, rồi ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị. Ông lão đó cũng nhờ có mấy đứa con, đứa nào cũng hiếu thảo hết trơn. Ba, thật ra ba muốn ăn món đều có thể nó còn biết. Tụi con sẽ mua về cho ba ăn, hoặc là tụi con dẫn ba đi ăn cũng được. Các con làm việc bận rộn lắm, còn phải lo lắng cho ba ở nhà thế nào thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc của các con. Ba nghe ông Nhiếp nói, con cô mấy đi làm cũng rất là bận rộn, nhưng con mấy mỗi ngày đưa cho mấy 100 đồng cho mấy tự đi ăn ngoài. Vậy ý ba là mỗi ngày tụi con cũng phải đưa ba 100 đồng. Con sẽ mua về cho ba ăn, hoặc là tụi con dẫn ba đi ăn cũng được. Các con làm việc bận rộn lắm, còn phải lo lắng cho ba ở nhà thế nào thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới công việc của các con. Ba nghe ông Nhiếp nói, con cô mấy đi làm cũng rất là bận rộn, nhưng con mấy mỗi ngày đưa cho mấy 100 đồng cho mấy tự đi ăn ngoài. Vậy ý ba là mỗi ngày tụi con cũng phải đưa ba 100 đồng. Sao ba có thể so sánh với ông ấy được chứ? Nhà ông ấy giàu có, ba sống tiết kiệm quen rồi, mỗi ngày đưa cho ba 50 là được. Mới đưa cho ba 12 ngàn, ba cứ ăn thoải mái. Tụi con còn phải mỗi ngày đưa cho ba 50 đồng hả? Lệ. Dạ. Thấy sao con? Đúng, ba nói rất đúng. Cứ làm theo ý ba đi ha. Sau này cuối tuần tụi con sẽ ở nhà nấu cơm cho ba. Lúc không có nhà thì mỗi ngày tụi con đưa ba 50 đồng nữa, ba thấy được không? Em không nên chịu theo ba như vậy. Mỗi ngày 50 đồng, một tháng là 1.500, trừ ra 4 ngày chủ nhật, mỗi năm thì cũng phải... Tính ra một năm cũng chưa tới 18.000, tiền này anh chịu nha, trích từ tiền tiêu vặt của anh. Tại sao vậy? Ba của anh mà. Không thể trừ được nữa. Bây giờ mỗi tháng chúng ta trả tiền cho ba, anh đã không dám đổ xăng xe rồi, còn trừ tiếp nữa anh phải đi bằng xe buýt luôn đó. Anh ngồi xe buýt đi làm cũng hợp lý mà anh. Anh là đàn ông con trai, lại là chồng em, anh phải thương, phải chịu em chứ. Vậy mới chứng tỏ anh yêu em. Không lẽ phải trích từ tiền mua mỹ phẩm dưỡng da của em hả? Không thể được. Nếu vậy em sẽ biến thành bà già không còn đẹp nữa. Hay là anh muốn đi tìm người khác đây? Logic chặt chẽ, không hở chút nào. Trừ đi. Vậy là giải quyết được rồi. Con yêu. Con nhớ mẹ không? Dạ, con gái nhớ. Nhớ mẹ sao? Nhớ mẹ để ở đâu? Dạ, để ở trong lòng.
Em về rồi hả? Đây, anh làm cơm xong rồi. Em rửa tay là có thể ăn được, nhanh lắm. Chúng ta chơi tiếp nha con. Dạ được. Ngồi xuống. Hôm nay con chơi cái gì nè? À, cô đi chung với chúng tôi không? Không, tôi không đi đâu. Cảm ơn. Được rồi, vậy chúc cô ngày vui vẻ. Hẹn gặp lại. Chiều nay tôi không đi đâu. Cô đi mua sắm chung với vợ Trương Tổng đi. Dạ được. Em à, nếu như không giữ con, anh cũng không biết bình thường em cực khổ đến vậy. Thật là vất vả cho em quá. Dạo này vẫn không có ai gọi anh đi phỏng vấn sao? À, không sao. Anh không gấp, tạm thời ba anh cũng chưa qua Mỹ mà. Đúng không? Thật ra hai ngày nay anh thấy rất vui. Nhiều lúc anh nghĩ thất nghiệp sẽ ở nhà, mỗi ngày chăm sóc con, nấu cơm cho em thật là hạnh phúc. Cũng dễ chịu lắm. Ê, có điện thoại kìa. Anh để đó đi, em làm cho. Ờ, đi. Minh Ngọc. Trời ơi, ở nhà lại có chuyện gì nữa hay sao? Anh nghe nè Minh Ngọc. Anh hai. Cuối tuần này anh có ở nhà không? Em muốn đến thăm anh và chị dâu. Em đến thăm anh? Nhưng em đang ở đâu chứ? Em đang ở Mỹ, đang ở Los Angeles. Em qua Mỹ rồi hả? Em qua Mỹ hồi nào? Sao anh không biết gì hết vậy? Em qua với đoàn khảo sát kinh doanh. Đã đi hết mấy cái tiểu bang rồi, ngày mốt sẽ tới chỗ anh. Nếu anh chị có ở nhà thì em tới thăm. Nếu bận thì lần sau chúng ta gặp. Đương nhiên anh ở nhà rồi. Ờ, ý của anh là em nhất định phải đến đây đó. Vậy được, gửi địa chỉ cho em đi. Không cần. Ờ, chừng nào em tới cứ gọi cho anh. Anh sẽ đích thân lái xe tới đón em, được chưa? Cũng được. Được rồi, bye bye. Con nhỏ Minh Ngọc này, sao nó lại tới vào lúc này chứ? Em nói anh phải làm sao đây? Làm sao cái gì? Anh không thể để Minh Ngọc biết chuyện anh bị thất nghiệp được. Theo em thấy là anh nên nói sự thật đi. Chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Không được, tuyệt đối không được. Em có biết người ta nhìn người thất nghiệp với ánh mắt gì không? Hả? Đó là thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Kẻ thất bại, anh là kẻ thất bại sao? Anh chỉ tạm thời không có việc mà thôi. Em muốn chồng của em trở thành loại người nào trong mắt của Minh Ngọc đây? Anh nói cho em biết, anh đã đủ mất mặt với nó lắm rồi. Lần trước, lúc mẹ anh mất, anh làm con trưởng của nhà họ Tô. Đúng ra anh phải gánh vác mọi chuyện. Nhưng mà anh có làm được gì hay không? Hả? Tang lễ của mẹ anh tất cả đều là do Minh Ngọc chi trả. Lần này nếu để cho nó biết anh thất nghiệp nữa, em kêu người làm anh này còn mặt mũi nữa hay không? Anh em ruột sao anh phải nghĩ nhiều vậy? Hơn nữa anh đừng quên, cũng vì lần trước anh che giấu nên họ mới hiểu lầm anh. Nhưng lần này thì khác. Nếu Minh Ngọc biết ba anh không thể qua Mỹ được là tại vì anh thất nghiệp, sau này anh còn mặt mũi nào đối mặt với người nhà nữa hả? Còn nữa, nếu như mà ba anh biết chuyện ông ấy bị sốc hay là gặp chuyện gì nữa thì em kêu anh tính sao đây? Thực sự là em không thể nào hiểu nổi anh. Ê, em à, coi như là anh cầu xin em đi. Đừng có nói cho Minh Ngọc biết chuyện anh đang thất nghiệp được không? Được. Ê, trời ơi, coi như là anh cầu xin em đó. Đi rửa chén. Anh rửa. Em cứ chơi với con đi. Anh rửa, anh rửa. Em chơi với con đi.
378 đúng không? Ờ, phải. Ông chủ, điện thoại. Ờ, tôi đi nghe điện thoại trước nha. À, được, ừ. Đi nghe đi. Được rồi, tự nhiên. Dạ, đủ rồi. Cảm ơn quý khách. Cảm ơn. Alo, chào chú. Tiểu Thạch à? Ờ. À, chú nói cậu, đi. Cậu có thể giúp tôi một chuyện không? Chưa cho tôi một cái bàn ở trong nhà hàng của cậu. Tôi muốn dẫn khách tới chỗ cậu ăn cơm. Không thành vấn đề. Thôi quá. À, vậy quyết định vậy nghe. Cậu nhớ chuẩn bị thêm mấy món ngon ha. À, gửi địa chỉ qua cho tôi luôn. Tôi sẽ đi qua đó. Dạ, chú. À. Sao hả? Ngon lắm. Có hợp khẩu vị không? Yeah. Canh này giống y như là canh mà tôi từng ăn ở Quảng Châu vậy đó. Ngon lắm. Thơm thật chứ. Ngon. Ông Diệp à, lần trước ông nhắc tới tài chính, tôi có về nhà tìm thử, nhưng tôi không rõ lắm. Hay là ông nói tôi biết đi. Ông vẫn còn nhớ chuyện đó hả? Làm tài chính là việc của mấy đứa trẻ tuổi bây giờ. Tôi chỉ biết sơ sơ, cũng không thể nói rõ cho ông biết được. Đừng khiêm tốn quá. Còn nói của người trẻ tuổi, ông coi bộ đồ mà ông đang mặc kìa. Còn cái nón ông đội nữa, trời ơi, nhìn ông còn trẻ hơn bọn trẻ giờ nữa. Ông đó, con người có già hay không phải là do mình quyết định. Ông nghĩ coi, tôi cũng từng tuổi này rồi, vợ cũng không còn nữa, con cái cũng có gia đình hết, không thể lo cho mình. Sống tới giờ phút này cuối cùng mới hiểu được, con người sống vui vẻ được thì cứ mặc sức sống, đừng thèm để ý tới chuyện linh tinh trên đời này làm gì. Ê, ông nhìn tôi bây giờ đi, giờ tôi đánh tay đôi với đám thanh niên còn được, suốt ngày nói chuyện với tụi nó, tập thể thao chung. Ông cũng phải học hỏi đi. Ông nhìn cái đón làm gì chứ? Ông cứ nói đi. Tôi nói cho ông nghe, ông cũng mau học hỏi cách sống của bọn trẻ bây giờ. Làm tài chính cũng nhờ học hỏi tụi nó. Bây giờ còn có thể dùng tiền lương với tiền dành dụm của tôi kiếm thêm chút tiền. Vừa có tiền lại vừa vui nữa, là một chuyện tốt biết mấy. Cái đó kiếm tiền được hả? Tưởng tôi già rồi phải không? Không kiếm được tiền người ta dùng nó làm cái gì? Đây gọi là ông để ý tiền. Tiền để ý ông. Ông thích kiếm tiền, tiền cũng thích ông. Sao ông nói cũng nguy hiểm lắm? Làm gì mà không có nguy hiểm? Hả? Ông mua vé số không nguy hiểm sao? Ông trúng thưởng mấy lần rồi. Đi. Làm tài chính, nói một cách công bằng thì rất ổn định. Nó có lãi suất cố định. Lợi ích và nguy hiểm khi làm tài chính là ngang bằng nhau. Chỉ cần ông đừng đòi hỏi quá cao, đừng tham lam, thì sẽ có thể kiếm được tiền. Ông Nhiếp à? Ừ? Hay là ông dạy tôi chơi tài chính luôn đi. Dạy tôi đi. Tôi cũng muốn chơi thử. Ông đừng có ăn một mình. Ông xem ông kìa, cái gì gọi là chơi một mình chứ? Tôi nói cho ông biết, làm về tài chính, một là ông phải có vốn, hai là ông phải có thái độ tốt. Nếu muốn chơi thử, ông có thể tham gia, nhưng mà nếu ông muốn phát tài thì đừng có chơi cái này.
Làm cái này phải có vốn lớn, ít nhất trên 10.000. Ông về bàn lại với người nhà, coi tụi nó có chịu không. Anh thấy là ba có chút vấn đề đó. Lại có vấn đề gì nữa? Lúc mà anh về nhà, phát hiện trong thùng rác có rất nhiều vé số đã bị xé. Em còn tưởng là chuyện gì lớn chứ làm hết hồn. Vé số cũng bình thường thôi mà anh. Ba già rồi, ở nhà không làm gì, chỉ muốn giết thời gian thôi mà. Không có đơn giản giống như em nghĩ đâu. Lúc mà mẹ của anh còn sống, ba anh thường hay đi ăn cắp tiền để mua vé số. Em mới cho ông ấy 12.000. Anh sợ chắc ba đã đem đi mua hết rồi. Có chuyện này thật sao? Chắc ba không có làm vậy đâu. Anh đã nói với em rồi, con người của ba anh không có đáng tin chút nào đâu. Vậy bây giờ tính sao? Anh nghĩ cách đi thăm dò ba thử coi. Được rồi, đừng lao nữa, mau đi đi. Ba, con nói chuyện chút. Con muốn hỏi ba là 12.000 đó ba đi gửi chưa? Vẫn chưa. Hôm nay ba bận ra ngoài với chú Nhiếp có chút chuyện. Vậy ba để tiền ở đâu rồi? Ồ, có chuyện gì? Không không, không có chuyện gì. Con chỉ muốn nói tiền không được để ở trong người đâu. Để ở trong người dễ bị mất lắm. Con thấy là gửi ngân hàng đi sẽ tốt hơn. Bà còn chưa nghĩ xong có nên bỏ ngân hàng không. Hơn nữa bà cũng chưa nghĩ ra nên dùng số tiền này vào việc gì. Phải rồi, chú Nhiếp. Ba đừng có nhắc tới chú Nhiếp nữa. Bây giờ ở ngoài kia có nhiều kẻ lừa gạt lắm. Nghe lời con đi. Bây giờ ba đem số tiền đó đi gửi ngân hàng sẽ chắc ăn hơn. Nếu ba lười đi gửi, không biết gửi làm sao, thì ba đưa cho con. Con sẽ gửi giùm ba. Có phải con muốn lấy lại tiền không? Không có. Vậy con có ý gì? Không có ý gì hết. Lê Lê à? Dạ. Ba có chuyện gì? Tiền con đưa cho ba là tiền con trả ba phải không con? Dạ, là tiền con trả ba hả ba? Có phải hai đứa muốn lấy lại không? Không phải đâu ba ơi, tụi con không có ý này đâu. Ba hiểu lầm rồi đó. Tụi con chủ yếu tụi là con lo... chỉ là lo ba xài lung tung thôi. Con lo đúng mà. Hai đứa con chỉ cần tháng nào cũng trả cho ba đủ số tiền đó. Còn ba muốn dùng vào việc gì thì hai đứa không cần phải bận tâm. Con thấy mấy câu mà ba vừa mới nói thật sự rất có lý. Nhưng mà... Được rồi, ba biết làm sao cất tiền của ba mà. Ra đây đi. Được rồi. Sao nhiều người vậy? Xếp hàng đi chứ. Hai người đang xếp hàng à?
Chú à, chào chú. Dạ, chú gửi tiền hả? Gửi tiền. Cho hỏi chú có biết là làm tài chính sẽ phát tài không? Làm tài chính. Nè nè, chú xem thử đi, đó. Tôi là người của công ty tài chính. Hiện tại ngân hàng gần đây có một dự án tài chính mới, chú xem thử đi. Rất là hay đó. Được. Có được, gì được, chú ghé qua công ty xem thử nha. Lãi suất tháng là 9%, gửi theo năm thì được 15%. Ông Nhiếp à, chào ông. Ê, Đại Cường. Mời ngồi. Tôi là Tiểu Kim, người tư vấn hàng đầu về tài chính. Ông có vấn đề gì thì có thể hỏi tôi. Sao hả Đại Cường, có chỗ nào không hiểu ông cứ hỏi Tiểu Kim đi. Anh hai, lên xe đi. Minh Ngọc, em càng ngày càng giỏi đó hả? Còn đại diện công ty qua đây khảo sát kinh doanh nữa. Có phải em giữ chức vụ cao trong công ty hay không? Đúng là đối tác mời ông chủ tập đoàn bên em đến, nhưng ông ấy có việc đột xuất không đến được nên em mới hững ké thôi. Anh hai, anh sao rồi? À phải, nghe nói nhà anh đang có việc gì đó nên cơ ba tạm thời đừng đi. Là chuyện gì vậy? Chuyện đó đã giải quyết xong chưa? Cũng không có gì lớn. Chỉ là đang bàn bạc với chị dâu em đổi căn nhà khác. Đổi nhà lớn hơn sao? Anh hai được lắm, anh làm việc cũng giỏi mà. Là như vậy, lần trước anh về có nói với chị dâu em về chuyện muốn đưa ba qua Mỹ dưỡng già. Nhưng mà đáng tiếc là ba mẹ của chị dâu em cũng có ý định muốn qua đây để mà an hưởng tuổi già cùng với con cái. Nhà chị dâu của em thì khác với người nhà mình. Nhà mình có ba đứa con, còn chị dâu của em là con một, nên không có lý do gì không cho ba mẹ qua Mỹ. Em nói có phải không? Chắc chắn rồi. Cho nên vợ chồng anh nghĩ nếu người nhà của cả hai bên đều muốn đến thăm căn nhà hiện tại hơi nhỏ, với lại chỗ của anh cũng không thuận tiện, nó hơi xa mấy khu trung tâm, cho nên tụi anh muốn đổi một căn lớn hơn. Lúc trước có để ý một căn, cũng gần như bàn xong với chủ nhà rồi. Giá cả có thể chấp nhận, nhưng mà chủ nhà này bàn đi bàn lại, lại bắt đầu do dự, lúc thì muốn bán, lúc thì lại không. Vì vậy chưa thể giải quyết rốt ráo được, nên anh muốn đợi bên này giải quyết ổn thỏa rồi mới đón ba qua đây, cho ba ở nhà mới luôn, vậy thì sẽ tốt hơn. Không ngờ cũng bởi vì chuyện này Minh Thành với ba còn gấp hơn anh nữa. Anh hai, em thấy anh cũng đừng có chiều ba quá. Theo em thấy thì ông ấy không nên qua đây. Ông ấy không biết tiếng Anh, cũng không quen thức ăn ở đây. Với tính nết của ông ấy, chưa chắc ở chung được với chị dâu. Nói không chừng qua ở được mấy ngày thì lại đòi về, mắc công anh phải đưa ông ấy về nước. Anh làm vậy là tự gây rắc rối cho mình. Anh đã nói và cũng đã hứa với ba, nên không thể nuốt lời được, anh phải thực hiện cho được. Tục ngữ có câu rất hay: nuôi con phòng già, ai cũng muốn con mình nuôi mình hết. Lúc mà mẹ mình còn sống, anh không có ở bên cạnh. Lúc mẹ mất đi, anh cũng không thể nào tiễn mẹ chặn cuối được. Trong lòng anh hổ thẹn lắm, cho nên anh không muốn có bất cứ hối tiếc gì đối với ba của chúng ta hết. Anh biết em không thích nghe chuyện gia đình, vậy anh không nói nữa hả?
em có thể đến thăm anh. Thật sự anh rất vui. Nước Mỹ chào đón em. Căn nhà này cũng đẹp lắm. Vậy à, cũng tạm thôi. Minh Ngọc, chị thấy em còn đẹp hơn cả trên hình nữa. Hồi nhỏ anh hai hay nói miệng em động xấu sẽ không lấy được chồng, giờ bị anh ấy đoán trúng rồi. Em ngồi nghỉ một chút đi, hôm nay chị xuống bếp làm mấy món ngon. Chị vất vả rồi. Còn đang dễ gì vậy? Người này là ai? Cô vẽ mặt trời nho nhỏ cho con nha. Sao cái bụng bự quá vậy? Có phải là tiêu hóa được không chưa? Tốt không? Được rồi. Có phải người này đã ăn vụng bánh của con không? Bác sĩ ơi, ông chích một mũi đi. Bác sĩ ơi, ông xem bụng của tôi đau quá làm sao đây? Ông mau chích thuốc cho tôi đi. Dạ được. Chích vào đâu đây? Vào đây. Vậy thì bác sĩ tự chọn đi. Ê, dạ được. Thật không ngờ con gái lại thích Minh Ngọc như vậy. Bởi mới nói máu mủ ruột thịt rất thần kỳ. Hai cô cháu chưa từng gặp nhau bao giờ, lần đầu tiên gặp đã thân vậy rồi. Tốt lắm. Nếu anh không bị thất nghiệp thì tốt biết mấy. Minh Ngọc đến đây, anh cũng có thể đón ba với Minh Thành qua đây luôn. Một nhà đông đủ. Cảm ơn bác sĩ. Hôn bác sĩ một cái được không? Còn không cho cô ăn sao? Cảm ơn. Em gái, Minh Ngọc, đừng có lo chơi với nó nữa, mau ăn đi. Tiểu mẹ dễ thương quá. Nhìn thấy nó em liền muốn sinh con ngay. Anh chị có một thiên thần nhỏ như vậy chắc là không nỡ đi làm đâu ha. Phải đâu. Không đi làm sao được. Em đừng thấy bây giờ nó là thiên thần, em chưa thấy lúc nó biến thành phù thủy đâu. Để em tưởng tượng. Anh chị, em kính anh chị một ly. Cảm ơn anh chị tiếp đãi nhiệt tình, lần sau về nước em lo. Minh Ngọc à, nếu em thấy thích Tiểu Mễ như vậy thì đừng đi, ở lại đây chơi với Tiểu Mễ mấy ngày đi. Vậy thì phiền phức lắm, em ở khách sạn tốt hơn. Đâu có phiền đâu, trên lầu nhà chị còn 4 phòng. Lúc anh hai của em đi mua nhà, có nghĩ tới việc cả nhà chị và nhà của em cùng nhau đến đây thì tốt biết mấy. Phải rồi anh hai, nhà anh thiết kế rất đẹp, hai gia đình ở cũng còn dư mà, đổi nhà khác làm gì? À, chuyện đó thật ra thì anh nghĩ là... Minh Triết à, Minh Ngọc bận như vậy, có ở hay không cứ để em ấy quyết định đi nha. Không sao, chừng nào em nhớ em sẽ đến thăm con bé. Tụi em có quy định vẫn là ở đó tốt hơn. Ờ, cũng được. Còn sao vậy? Minh Ngọc, tuy là chị em chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, nhưng mà chị cảm thấy em rất hợp với chị. Chị thấy em tốt lắm, không giống như những gì họ nói. Dạ không có đâu. Con người chị tính tình ngay thẳng, có gì thì nói đó thôi. Anh hai em có nói với chị là thực ra ở trong nhà em dữ dằn nhất, nhưng mà chị lại không cảm thấy vậy. Chị thấy em rất tốt. Anh hai nói rất đúng. Ở chung một thời gian dài, chị sẽ cảm nhận được sự dữ dằn của em. Em còn ở đây mấy ngày nữa hả? Chừng nào em có thời gian cứ đến nhà chị chơi. Tiểu Mỹ nó thích em lắm, chơi với nó nhiều hơn. Dạ được.
Em không từ chối lời mời này đâu. Được. Nếu vậy thì lúc rảnh rỗi cứ gọi điện cho chị, chị qua đón em. Không cần đâu, em tự qua được rồi. Được. Ê. Nè. Con gái đâu? Ngủ rồi, ngủ rồi. Ngủ rồi à? Em ngồi đi. Ngồi xuống. Anh làm gì vậy? Nè nè, anh có lỗi với em. Em nghĩ xem, Minh Ngọc tới đây còn bắt em phải nói dối chung với anh. Anh xin lỗi em, xin lỗi mà. Thực ra hôm nay em thấy vui lắm. Vui sao? Ừ. Em cảm thấy Minh Ngọc không chỉ mặt mày xinh đẹp, còn có chí, quan trọng là còn thích con nít nữa, rất là tốt. Hey, đó là vì em chỉ mới nhìn thấy một mặt của Minh Ngọc hả? Chừng nào mà em thấy được bộ mặt khác của con bé thì em sẽ biết. Bộ mặt nào chứ? Em cảm thấy Minh Ngọc là một cô gái rất thấu tình đạt lý, không giống những lời anh đã nói. Em cứ nghĩ không hiểu sao Minh Ngọc với người nhà của anh lại ra nông nỗi này. Hey, phải nói làm sao đi. Anh qua Mỹ cũng lâu lắm rồi. Hồi nhỏ có ở trong nhà, anh cũng chỉ lo đọc sách, mấy chuyện khác anh không quan tâm đến. Nên chuyện Minh Ngọc với mẹ hay là với ba anh, giữa nó với Minh Thành, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì anh cũng không biết nữa. Ê, nhưng mà có chuyện này thì anh biết. Nếu nhà anh có cãi nhau, ngoài mẹ anh ra không có ai là đối thủ của Minh Ngọc. Ê, anh nhớ có một năm được về nhà nghỉ hè, chắc là lúc đó Minh Ngọc đang học trung học. Mới vừa vào đã thấy Minh Ngọc cãi nhau với mẹ. Còn Minh Thành thì đứng ở một bên chửi Minh Ngọc, hình như là vì một tài liệu học tập gì đó, cụ thể thì anh không rõ. Anh nhớ mẹ chắc là lúc đó cũng vừa đi làm về, cực khổ cả một ngày. Bà ấy không cần biết chuyện gì, chỉ biết chửi Minh Ngọc một trận. Lúc đó Minh Ngọc phản kháng dữ lắm, còn cắn tay mẹ anh nữa. Buổi tối hôm đó Minh Ngọc bỏ nhà ra đi, đi suốt 3 ngày không thấy về nhà. Mẹ sốt ruột lắm, đã báo cảnh sát. Em đoán xem cảnh sát tìm được nó ở đâu? Ở một bờ hồ vắng vẻ nhất ở chỗ của anh, nhỏ Minh Ngọc này. Ở đó 3 ngày 3 đêm không ăn cơm. Lúc cảnh sát tìm được nó thì nó đã đi hết nổi, cảnh sát phải khiêng nó về nhà dùm. Minh Ngọc thật là tội nghiệp. Ê, tội nghiệp thì tội nghiệp, nhưng mà những chuyện nó đã làm đúng thật là có hơi nóng nảy. Ê, năm đó Minh Ngọc thi đại học, mẹ anh vì tiết kiệm tiền móc nối quan hệ để cho nó học ở một trường sư phạm miễn phí trong thành phố. Minh Ngọc cảm thấy trường này không tốt nên lại cãi nhau với mẹ. Nó còn thề là từ nay về sau không lấy một đồng nào của nhà anh, cũng không bước vô cửa nhà. 10 năm rồi, thực sự nó đã làm được. Nếu mẹ anh không mất, chắc anh cũng không được gặp nó. Nhưng mà lần này anh cảm thấy Minh Ngọc là đứa tốt. Không ngờ nó có thể thuyết phục Minh Thành chăm sóc cho ba. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu được. Em nghĩ xem nó đã dùng cách gì để thuyết phục Minh Thành. Mặc kệ là dùng cách gì đi nữa, em cảm thấy Minh Ngọc có được hôm nay thật sự không phải là chuyện dễ. Làm người anh như anh phải quan tâm cô ấy nhiều hơn nữa. Đâu có đến phiên anh. Trong nước Minh Ngọc làm việc giỏi lắm. Nè, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, đâu có tới phiên người làm anh hai này quan tâm đến. Em không thích nghe anh nói câu này đâu. Đó là em ruột anh có quan tâm thì cũng có sao đâu chứ. Đó là tình thân, không liên quan tới tiền và địa vị. Anh có hiểu không? Anh nhớ rồi. Anh có nghe hay không? Anh nghe rồi. Cha. Còn chảy đầu nữa. Dạo này tâm trạng của ba vui dữ ha. Đi gửi tiền chưa? Gửi rồi, gửi rồi. Ngày nào cũng bận tới nỗi không có về nhà. Ê, trời ơi. Ê, toàn là mấy tin nhắn rác không. Có bị hư không đó? Không sao, không sao, không sao. Để con coi. Không cần đâu, bà phải đi vệ sinh rồi ha. Thật ngại quá, ngại quá. Không sao, có gì mà ngại chứ. Ba đi đừng có lớn tiếng quá là được rồi.
Số tiền đầu tư của ông đã tăng 200 đồng, 2 tháng nữa chắc sẽ tăng tới 800. 200. Ủa, ông Tô, tới rồi hả? Tôi mới tới, nhớ mọi người quá. Yến Tử à. Ủa, chỉ mua một ít thôi hả chú? Dạ, số chỉ chơi vui thôi mà, ai mà dựa vào nó kiếm tiền chứ. Lấy giá cào. Dạ được. Chơi vui thôi. Nè, cho chú cái này. Đây nè. Cái này có ai cào không? Đương nhiên là ông tự cào rồi. Điền điền trang trang, con ốc đốt nhang. Điền điền trang trang, con ốc đốt nhang. Ông nhìn coi. Con Yến Tử lại đây. Hả? Cào đi. Con được, nếu trúng thì nhớ chị nha chú. Đừng nói là chú trúng nha. Chú mà trúng là mời con ăn mì. Lại ăn mì? Mời mọi người ăn mì. Ở đây hả? Ông cứ tự nhiên xem đi, cái gì cũng được. Tôi đang xem máy sạc pin. Ông Nhiếp ơi là ông Nhiếp, được lắm nghe. Ta tô màu cho cái cây đi. Hả? Phi Phi à, em nghe điện thoại đi. Được, em biết rồi.